Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Thời gian sắp kết thúc đấu La Đại Lục còn một khoảng thời gian cũng không dài và cũng không quá ngắn. Như ở trong những trận đánh bây giờ đang ở gia đăng quan, các phao la của hai bên đang lựa chọn đối thủ có vốn khắc chế lẫn nhau, lẫn các phao la có lực sát thương bằng nhau. Tuy nhiên quân đội cả hai bên Thiên Đấu Đế Quốc và Vân Đế Quốc xuất hiện cho đẹp mắt đài chủ yếu. Chứ nhìn mấy ông vang vũ khí chiến đấu như đao kiếm phóng lợn lao vào đánh nhau mà cứ hai hai. Nói chung trận chiến này quân lính không khác gì những con cờ dép. Còn các phao la được nhận định hình như một tướng. Lần này anh em cùng mình bình luận những người có màn combat chào sân hoành tráng ở chiến trường Gia Lăng Quan. Trận chiến đầu tiên giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vân Đế Quốc. Mặc dù nội dung của đấu la đại lục có thay đổi so với bản chính, nhưng không vì thế mà phim thay đổi cốt truyện. Ở trận một, nhà sản xuất vẫn cho điểm nhấn giữa Đường Tam và Vị Vĩ Đông. Tuy nhiên điểm nhấn còn mạnh hơn nữa chính là trận chiến của Kiếm Đấu La. Dù ông tàn nhưng lại không phế, một tay bị cụt một tay cầm kiếm quẩy nát chiến trường. Với những hồn ký kỹ năng của Kiếm Đấu La không để anh em phải thất vọng một chút nào. Ông giải cứu Trinh Vinh khỏi Quỷ Báo Đấu La, hai một mình dùng hồn ký Vạn Kiếm Quy Tông giết quân lính bên Vô Địch Quốc trên liên tục. Nói chung nhà sản xuất đang nhá hàng về sức mạnh của Kiếm Đấu La cực kỳ hùng mạnh, nhưng mà mạnh mẽ cũng phải đáp mộ. Không rõ về cuối phim có thay đổi cho Kiếm Đấu La sống lại không, nhưng ở những tập gần đây Kiếm Đấu La đã già, ông vẫn vác kiếm chém người không hề hấn. Trận thứ hai là của Hạo Thiên Tông so với Vô Địch Quốc. Ở trong lần combat lần hai giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vô Địch Quốc, Đường Tam chỉ huy toàn Thiên Đấu Đế Quốc đẩy được vào nhà chính Gia Đăng Quan. Tuy nhiên dưới sự góp mặt không đáng có của lục đại cung phụng Vô Đế Quốc từ 96 cấp đến 98 cấp do Kim Bản Đấu La chỉ huy, khiến Đường Tam bị đánh hội đồng may chưa nằm viện. Bởi Đường Hào và Đường Khiếu mang 100 người và búa Hạo Thiên Tông ra chiến trường cứu viện trợ kịp thời. Đường Hào với con búa sắt cực kỳ chiến của mình, ông đập cả Kim Bản Đấu La chọi bằng búa, làm cho 6 đại cung phụng của Vô Đế Quốc không hứa được câu nào. Khi Đường Hào mang Đường Tam cùng mọi người rời khỏi thành Gia Đăng Quan, qua đó mà 6 đại cung phụng hợp sức vây công đánh Đường Hạo thì hay, nhưng kết quả thì lại không đánh. Trận chiến thứ ba là độc cô bác dành cho Vô Đế Quốc. Sau khi Đường Tam và Thanh Nhật Tuyết đều trở thành 100 cấp, hai người di chuyển lên tận trên bầu trời cách mấy nghìn km tấn công solo với nhau. Còn ở dưới chiến trường, các phao la vẫn như cố tìm đối thủ. Chỉ có mỗi độc cô ba trên chiến trường được rất tự do. Khi thứ đồn đấu la cá nóc không để ý đến ông, nên độc cô bác thả độc xịt khói, khiến quân đội Vô Đế Quốc nằm chết ngổn ngang liên tục. May mà có Đường Tam ở đây xử lý tình huống, không thì toàn bộ 99% quân đội Vô Đế Quốc đã chết sạch. Cảm ơn anh em đã xem hết video.